Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video của buổi tối ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận cờ đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng cá nhân của châu Á năm 2012. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Tỏ Nhâm Lỗi và người cầm bên đen là chiến thần Vương Thứ Nhất.
吃。 吃。 Và tiếp theo sau phần cờ cho C3-1 đến từ bên đen của Vương, vừa đe dọa phương án cờ xuất cụ, đồng thời đang đe dọa phần cờ bất mã. Thì trong bối cảnh trên, bên tiên của Tào anh đã phải buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đánh tiếp mà cho thoái mã về để tránh đòn. Khi đó bị thua ngay với phần cờ cho thoái pháo chiếu. Ép bên đỏ hạ tường về và đi tiếp phần cờ. Tiến xe qua là bí ngay. Thoái tượng về cho binh xe chiếu thôi. Các bạn thấy thêm trong bối cảnh trên mà tránh đòn trước bằng phần cờ thoái thượng trước thì sao? Khi đó bên đen của Vương chỉ cần đơn giản cho thoái xe về, bắt chết mạng ngay. Hình cờ hơn quân và ưu thế lớn về cờ tàn đánh cho bên đen của Vương. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên một trận cờ hay đỉnh cao của ngoại tin khách Vương Thiết trước Tào Nhâm Lỗi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.